Xin kính chào tất cả quý nhà đầu tư. Hôm nay Thế xin chia sẻ với các anh chị về bản tin thị trường ngày 31 tháng 8 năm 2021 của hệ thống đầu tư Atarget với chủ đề thị trường rung lắc để đi lên. Và các anh chị theo dõi video nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Thế và hệ thống đầu tư Atarget nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thị trường ở trong ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào tất cả quý nhà đầu tư. Và chúng ta thấy rằng là thị trường trong phiên ngày hôm nay cũng là một cái phiên rung lắc, và điểm số thì cuối phiên vẫn đóng cửa mức giá xanh. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng đó là khối lượng đã có dấu hiệu gia tăng so với những cái phiên ngày hôm trước. Thì Thế thấy rằng là bắt đầu sau cái phiên thứ 6 tuần vừa qua là thị trường đóng cửa nến tuần khá là tích cực, là một cái cây nến rút chân, và phiên thứ 6 cũng là một cái phiên rũ bỏ xong rồi kéo lên. Và sau phiên đó thì Thế đã thấy rằng là cái tâm lý của nhà đầu tư đã là bớt bi quan hơn. Và phiên thứ hai là phiên thị trường cũng đã tăng điểm khá là tốt, đúng không ạ? Phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay thì Thế đã cảm nhận rằng đó là nhà đầu tư đã bớt cái sự bi quan. Và rất nhiều nhà đầu tư sau cái thời gian vừa qua đã bán ở những cái vùng giá dưới thấp này, và đang có cái xu hướng đó là quay trở lại thị trường ở trong những vùng này. Đó là lý do mà trong những phiên này, khi mà thị trường có dấu hiệu mở biên, là Thế đã khuyến nghị các anh chị là giảm margin. Và Thế cũng đánh giá rằng cái nhịp này là xác suất cao chỉ là một cái nhịp điều chỉnh. Với cái những cái trạng thái, lý do tại sao mà Thế đánh giá là nhịp điều chỉnh, vì rất nhiều các cổ phiếu vẫn đang còn chen, chia sẻ với các anh chị, vẫn đang còn chen tăng và xu hướng vẫn tăng tốt. Và chúng ta thấy rằng rất nhiều các dòng cổ phiếu vẫn đang gọi là xu hướng tăng khá là tốt và có dấu hiệu tiếp tục thu hút dòng tiền. Chỉ có những cái dòng mà chúng ta thấy rằng 6 tháng vừa qua, như Thế hôm trước đã chia sẻ với các anh chị về bức tranh của các dòng cổ phiếu, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng đặc biệt là các cổ phiếu dòng ngân hàng là các cổ phiếu đang tác động chính đến điểm số của thị trường. Nhưng hiện tại là xu hướng của các cổ phiếu đó đang có xu hướng đó là rơi, và hiện tại ngắn hạn chỉ là những cái nhịp hồi phục ở trong ngắn hạn. Và khi các cổ phiếu đó là đang cái xu hướng rơi và chỉ hồi phục như vậy thì sẽ không tác động nhiều đến điểm số của thị trường chung, và khi giảm thì sẽ tác động rất lớn đến điểm số của thị trường. Thế nên là khi các cổ phiếu, đặc biệt là dòng ngân hàng giảm, thì tác động rất lớn đến điểm số cũng như là các cổ phiếu khác ở trên thị trường. Và rất nhiều các cổ phiếu còn chen là Thế vẫn khuyến nghị các anh chị nắm giữ. Và quanh vùng này, ngày 24, 25, 24, 25, 26 đúng không ạ? Thế cũng đã khuyến nghị các anh chị là các anh chị có thể là những anh chị nào tỷ lệ tiền mặt cao và tỷ lệ cổ phiếu thấp, hoặc là các anh chị đang nắm giữ tiền mặt, là chúng ta có thể canh mua vào, đặc biệt là các cổ phiếu đang giữ được chen, chẳng hạn như là nhà Tứ Liêm, đúng không ạ? KDH, Lam Long, đó là những cái cổ phiếu mà Thế cũng đã khuyến nghị các anh chị tham gia trong thời gian vừa qua, đặc biệt là nhà Tứ Liêm hiện tại thì đã bứt phá là vượt đỉnh rồi. Vùng này thì Thế đánh giá là quanh những cái vùng gọi là hỗ trợ, mọi người hay lo lắng rằng đó là cái phiên khối lượng lớn này về và làm cho có thể là thị trường rơi tiếp, nhưng thị trường lại đi ngược lại. Và khi mà rất nhiều nhà đầu tư phải bán cắt lỗ ở vùng này, và thậm chí đó là bán cắt lỗ ở phiên thứ 6 vừa qua, bây giờ mà một số nhà đầu tư đang có một cái xu hướng đó quay trở lại. Và phiên ngày hôm nay là một phiên mà Thế thấy rằng đó là sự rung lắc đã xảy ra, sẽ có, và cái trạng thái rung lắc như thế này thì Thế đánh giá đó là trạng thái bình thường. Lý do tại sao? Thứ nhất là gặp những cái vùng kháng cự ở phía trước, chúng ta thấy rằng 1340, quanh vùng 1330, 1340 đúng không ạ, là những cái vùng kháng cự ngắn hạn của thị trường ở vùng này, và rung lắc là hợp lý. Và cái thứ hai nữa là những nhà đầu tư mà họ đã gọi là chấp nhận rủi ro để họ tham gia những cái vùng này thì lên trên này, đó là khi mà thị trường hồi phục khoảng độ 30 đến 40 điểm là xu hướng họ có thể là xu hướng là chốt lời ở trong ngắn hạn. Nhưng Thế đánh giá là với cái mức thanh khoản nó là hơn 700 triệu thì và cái trạng thái lưỡng lự như này thì chưa phải là những cái trạng thái rủi ro của thị trường, và nhịp hồi phục ở trong thời gian tới thì Thế đánh giá sẽ tiếp tục được duy trì. Cái ngưỡng kháng cự đó là 1340, 1335, 1340 thì Thế đánh giá là không quá lo ngại. Có thể sẽ có những, và cái tâm lý đó là nghỉ lễ, và rất nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng đó là trước khi nghỉ lễ thì có thể sau cái kỳ nghỉ lễ khoảng độ 4 hôm đúng không ạ, thì có thể có những cái thông tin tiêu cực xảy ra. Thế nên là nhà đầu tư đã chủ động là cứ bán trước cổ phiếu và cầm tiền cho an toàn, đúng không ạ? Tuy nhiên là Thế đánh giá là xác suất cao là thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục duy trì và sớm quay lại một cái đà tăng ở trong những cái thời gian tới.
Và cái ngưỡng mà Thế đánh giá rằng chúng ta cần phải chú ý hơn đó là ngưỡng kháng cự ở quanh vùng 1360 và 1370. Và để cái ngưỡng này thì chúng ta sẽ xem xét rằng là thị trường của chúng ta thực sự là có bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự này hay không, hay là thị trường của chúng ta chạm đến vùng này lại đi xuống và có thể là lại đi xuống sâu hơn, thì lúc đó là chúng ta sẽ xem xét. Còn cái ngưỡng kháng cự này thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ hoàn toàn không lo lắng, với quan điểm của Thế đánh giá là chúng ta không lo lắng. Và cái thứ hai nữa là tuy nhiên ở vùng này thì chúng ta cũng không nên có những cái trạng thái FOMO. Trạng thái FOMO là gì? Là những cái trạng thái mà chúng ta sợ mất cơ hội. Với cái mục tiêu là thị trường có thể tăng khoảng độ 30 điểm nữa, thì cái việc mà các anh chị chúng ta 30 điểm nữa đến những cái vùng kháng cự mạnh thì chúng ta mà mua, gọi là mua đuổi, thì Thế đánh giá là một số cổ phiếu mà chúng ta vẫn có mức lợi nhuận, nhưng một số cổ phiếu sẽ không có mang những cái trạng thái rủi ro, hoặc thậm chí sau đó là chúng ta sẽ chịu những cái áp lực điều chỉnh khi thị trường tiến dần về những cái ngưỡng kháng cự. Thì đây là một cái phiên Thế đánh giá là một phiên rung lắc bình thường, và chúng ta thấy rằng rất nhiều, đúng không ạ? Đây cũng là những cái nhịp hồi của thị trường chung này, và xuất hiện những cái phiên rung lắc, và sau đó phiên đó thì lại là một phiên tăng, sau lại một phiên rung lắc, một phiên tăng, một phiên rung lắc và một phiên tăng, đúng không ạ? Xong đó dần dần thì chúng ta thấy rằng khi điểm số đã dừng lại và không tăng nữa thì lúc đó là cái rủi ro đã xảy ra. Thì trạng thái này Thế cũng đánh giá như vậy thôi. Đó là một hai phiên tăng rồi thì một phiên rung lắc. Và trong ngày mai thì mọi người có thể nghĩ là thị trường vẫn có thể chịu những cái áp lực bán khi mà rất nhiều nhà đầu tư cá nhân nghỉ lễ, nhưng có thể mọi thứ lại khác. Mọi thứ có thể diễn ra lại khác. Ngày mai lại có thể là một cái phiên tăng chẳng hạn. Như Thế không rõ, nghĩa là vấn đề là đoán ở phiên ngày mai tăng hay giảm thì đó là một điều rất khó, đúng không? Nhưng vấn đề là xét về cách chu kỳ của các cổ phiếu và cái dòng tiền hiện tại đang ở trên thị trường, và rất nhiều các cổ phiếu vẫn đang giữ một cái trạng thái khá là tốt. Chẳng hạn ngày hôm nay thì rất nhiều các cổ phiếu vẫn thu hút dòng tiền, thì Thế đánh giá rằng đó là xu hướng đà hồi phục của thị trường ở trong nhịp này vẫn còn. Và vấn đề là chúng ta tập trung nhiều hơn vào các cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ. Và trong ngày hôm nay ấy, lý do tại sao mà các cổ phiếu thị trường chung không tăng mạnh và thậm chí là VN30 còn là đỏ, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng do các cổ phiếu dòng ngân hàng đang có sự test lại, và test lại với khối lượng thấp thì chỉ số VN30 là đỏ trong ngày hôm nay. Test lại với cái gọi là trạng thái đó là khối lượng thấp, thì Thế đánh giá là xác suất cao dòng ngân hàng phiên ngày mai hoặc ra lễ là sẽ tăng trở lại. Và khi dòng ngân hàng tăng thì chúng ta thấy là gì ạ? Thị trường sẽ rất khởi sắc, hoặc nếu mà sớm là trong ngày mai các cổ phiếu dòng ngân hàng sẽ tăng luôn, còn chậm đó là ra sau lễ. Nhưng mà Thế đánh giá như này, để các tổ chức nhà cái hoặc là có thể thu hút được dòng tiền quay trở lại thị trường sau khi mà cái dòng tiền vừa qua cắt lỗ ở quanh vùng 1290 và 1300 ấy, thì bằng cách đó là sẽ kéo cái phiên gọi là trước nghỉ lễ sẽ tăng. Đấy là cái tâm lý mà Thế cũng không rõ là có chính xác hay không, nhưng mà cái cách nhìn của Thế là như vậy. Thì thông thường sẽ kéo tăng như vậy thì sẽ tạo ra những cái trạng thái FOMO tăng điểm vào phiên thứ hai tuần tới. Và khi tăng điểm như vậy thì cái việc mà phân phối hàng cho nhà đầu tư cá nhân thì sẽ là đơn giản hơn. Còn nếu mà cái trạng thái mà chưa tạo ra cái sự hưng phấn thì rất là khó để có thể mà phân phối hàng cho những nhà đầu tư cá nhân của chúng ta. Thế nên là chúng ta đôi lúc ở trên thị trường chúng ta có một cái cách nhìn gọi là khác đi một chút. Đấy là chia sẻ với anh chị là khác đi một chút. Đây chúng ta thấy rằng phiên tăng, phiên rung lắc. Vì ngày hôm nay thì Thế cũng thấy rằng rất nhiều các anh chị cũng nhắn tin riêng là em ơi, có nên bán các cổ phiếu dòng ngân hàng hay không, ngày hôm nay xấu rồi, chẳng hạn như vậy. Hoặc là một số cổ phiếu mà đã có cái biên lợi nhuận vừa rồi thì các anh chị rất đang lo sợ rằng có một cái phiên như này. Nhưng mà Thế đánh giá là thị trường vẫn đang đi lên trong nghi ngờ. Khi nào ấy, lưu ý các anh chị là bắt đầu ấy là khối lượng duy trì ở mức 750 này đến 800 triệu ấy, là lúc đó các anh chị cần phải đó là gì ạ? Chúng ta cần phải để ý hơn nhé, thì rủi ro có thể tăng cao. Đây chúng ta thấy rằng phiên này là khối lượng duy trì ở mức gọi là 773 triệu cổ phiếu, đúng không ạ? 773 triệu cổ phiếu, và sau đó là những cái áp lực khối lượng lớn mà không tăng lại giảm giá, thì sau đó phiên này là một cái phiên 800 triệu cổ phiếu, thì những cái phiên sau đó là áp lực điều chỉnh đã xảy ra. Bây giờ mới là trên 700 triệu thôi, nhà đầu tư vẫn đang còn nghi ngờ một chút, như vậy là tích cực nhé. Còn nếu mà khoảng độ 800 triệu trở lên ở vùng này ấy,
thì Thế đánh giá là cái việc mà khối lượng lớn ở quanh vùng này sẽ không tốt đâu, vì vấn đề nhà đầu tư cá nhân sẽ tham gia quá nhiều, và khi tham gia quá nhiều thì có thể lên những cái vùng kháng cự trên này lại có những cái áp lực bị bán xuống, đó là cái xác suất có thể xảy ra. Còn cái việc ngày hôm nay đó là khi mà chạm gần đường EMA 20 này, gần đường EMA 50 thì cái việc rung lắc đó là chuyện rất là bình thường. Rất nhiều các cổ phiếu đã hồi phục tốt rồi thì rung lắc rất là bình thường, chúng ta thấy nhá. Đây là những cái trạng thái rung lắc này, cứ đi lên lại rung, đi lên một phiên tăng tốt thì lại một phiên rung lắc. Một phiên tăng tốt lại rung lắc đúng không? Đấy, chúng ta thấy rằng khi nào mà điểm số không tăng thì lúc đó là chúng ta cần phải lưu ý hơn. Và thế xin chia sẻ với các anh chị về một số cái điểm nhấn ở trong ngày hôm nay. Bây giờ là về cái cổ phiếu của dòng ngân hàng, như là đây là STB cũng là một trong những đại diện đối với các cổ phiếu dòng ngân hàng ấy. Thì để phân tích rõ hơn cho các anh chị là khi dòng ngân hàng ở phiên ngày hôm qua là phiên hồi khá là tích cực, ngày hôm nay là một cái phiên test lại và khối lượng là ở mức thấp. Nếu chia sẻ với chị test lại mà khối lượng quá cao thì có thể khả năng lại tìm thêm một cái đáy mới nữa, xong đó mới có thể hồi được. Nhưng mà khối lượng là ở mức thấp thì Thế đánh giá đây là một cái phiên test test gọi là phiên test cung, là một cái phiên test cung tích cực. Và đây chúng ta thấy rồi, chúng ta thấy rằng sau một cái nhịp hồi phục này, xong đó là cũng có những cái sự test lại, đây cũng là những cái nhịp test lại, và chúng ta thấy rằng xong đó hồi, và phiên này cũng là một cái phiên test cung này, test lại với cái khối lượng thấp, là sau đó là chỉ số lại đi lên này. Hoặc là rất nhiều những cái vùng mà chúng ta thấy rằng đây ạ, đây là những cái vùng tạo đáy ở trong ngắn hạn này thì cũng xảy ra những cái phiên test này và sau đó sẽ hồi phục này. Và nếu mà ngày hôm nay là phiên test thì ngày mai mà các cổ phiếu dòng ngân hàng hồi phục ấy, thì sẽ là những cái trạng thái tốt của thị trường ở trong những phiên sắp tới. Chúng ta thấy rằng đây là những cái nhịp rơi này, xong đó hồi phục tốt và cũng xảy ra những cái phiên test. Lưu ý các anh chị nhé, phiên test ngay sau đó, test một phiên chưa đủ, test cả hai phiên rồi sau đó mới hồi phục được. Đó là những cái trạng thái mà chúng ta thường xuyên gặp phải đúng không ạ? Đây phiên rơi này, hồi phục này, xong test lại thì sau đó mới có thể duy trì được một cái nhịp tăng ở ở phía sau đó. Đây là những phiên hồi phục, test lại này. Thế nên là những cái nhịp mà đây chúng ta thấy không? Dừng rơi này, đi ngang và xuất hiện nhiều phiên test lại với khối lượng thấp, sau đó mới có một cái nhịp tăng. Đây cũng vậy thôi, hồi phục rồi, test lại này, sau đó mới có thể hồi phục tiếp này, test lại để cho những nhà đầu tư nào cá nhân mà muốn bán ra. Hôm nay Thế thấy là rất nhiều nhà đầu tư cá nhân là muốn bán ra các cổ phiếu dòng ngân hàng, và như Thế đã chia sẻ, các anh chị nào đang nắm giữ thì chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta kiên nhẫn đi. Đây cũng là những cái nhịp hồi xong lại test này, các anh chị thường bán ở cái nhịp này thì sau đó là cổ phiếu mới đi lên được. Đây cũng là nhịp hồi này, xong đó là xuất hiện những cái phiên test này, ba phiên test liền, và sau đó là cổ phiếu mới đi lên được một nhịp ngắn. Thế muốn nói đây là những cái nhịp ngắn này, thì nên là ở trong cái nhịp này ấy, thì chúng ta quay lại đó là phiên tạo thành một cái gọi là nền tảng đi ngang trong vòng 2, 4, 6 phiên, có những phiên hồi phục và phiên này là phiên test lại thì xác suất cao sẽ lại hồi phục nhẹ, hồi phục lại nhá. Thế nên là các anh chị đang nắm giữ là chúng ta không quá lo lắng về cái dòng này đâu. Dòng này thực ra là những cái trạng thái test lại sau cái phiên hồi phục ngày hôm qua thôi, để rũ nốt cung đang còn nắm giữ đối với các cổ phiếu này, để các cổ phiếu này có thể hồi phục, nhưng mức độ hồi phục sẽ không quá mạnh vì vấn đề là cổ phiếu đang nằm cả dưới đường EMA 20 và đường EMA 50, thì trạng thái hồi phục đến đây thì cái ngưỡng kháng cự ở phía trước là rất nhiều. Và đó cũng là lý do mà trong thời gian vừa qua là Thế khuyến nghị các anh chị là chúng ta tạm thời quên đi đối với các cổ phiếu dòng ngân hàng và quên đi 6 tháng đầu năm để chúng ta tập trung vào những cái cơ hội mới. Đó, trong những cái video Thế thống kê ấy, đó là tư duy mới đúng không ạ? Cách nhìn mới và tư duy mới. Thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng thị trường cũng đã có sự rung lắc, nhưng mà rất nhiều các cổ phiếu vẫn tiếp tục thu hút dòng tiền tốt, chẳng hạn BCM này. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay thu hút dòng tiền và bứt phá sau những cái nhịp gọi là bùng nổ, tích lũy đi ngang ở trong vừa qua này. CMX này, D2D này, D2D ngày hôm nay chúng ta thấy rằng thu hút dòng tiền khá là tốt này, trạng thái của D2D. Với những cái trạng thái này thì D2D có những cái ngưỡng kháng cự mạnh ở cái vùng 60. Ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng quanh vùng 56, 57 đúng không? Đây cũng là những cái vùng kháng cự của D2D, nhưng mà trạng thái thu hút tiền như thế này là tốt và xác suất cao. Xu hướng là sẽ hướng về những cái vùng 60 trong thời gian tới này. HCD ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là một phiên tăng cũng khá là tốt đối với cổ phiếu HCD ở trong ngày hôm nay đúng không ạ? Là cổ phiếu tăng trần này. HHP này.
ngày hôm nay một số cổ phiếu nhỏ thu hút dòng tiền tốt hơn. HII này, IDC này, IEC này, chúng ta cũng thấy rằng ngày hôm nay thu hút tiền cũng khá là tốt này. Với trạng thái thu hút tiền như này thì xu hướng vẫn sẽ còn tăng tiếp ở trong những thời gian tới các anh chị nhé. ITA, cổ phiếu đầu cơ đúng không? Cổ phiếu đầu cơ ngày hôm nay ITA là cũng thu hút tiền khá là tốt. Đây là cho thấy là những cái trạng thái đầu cơ đang có xu hướng quay trở lại nhiều hơn ở trong thời gian tới nhé. KSH cũng là cổ phiếu đầu cơ này. LSS, cổ phiếu mía đường đúng không? Ngày hôm nay vẫn tiếp tục thu hút dòng tiền và quay về những cái vùng đỉnh cũ này. Quay về những cái vùng đỉnh cũ này. Nhà Từ Liêm như hôm trước thì đây là những cái điểm mua chuẩn này. Và hôm trước là thế cũng khuyến nghị các anh chị là sau ngày 24-25 thì khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể tham gia tại những vùng này. Đối với cổ phiếu Nhà Từ Liêm và đến hiện tại thì cho thấy là cổ phiếu này cũng đang thu hút những cái dòng tiền khá tốt ở trong thời điểm hiện tại nhé. Đang thu hút dòng tiền khá tốt này, các cổ phiếu dòng bất động sản. QTP này, ngày hôm nay thu hút tiền tốt này. SGD này, SGD là cổ phiếu TDC này, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng nổ vôn và thu hút tiền khá là tốt ở trong ngày hôm nay này. Đó là một số cổ phiếu mà thu hút tiền khá tốt. KBC này, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng xu hướng khi mà hút tiền tốt như này ấy, theo thầy đánh giá là cổ phiếu này là cổ phiếu nở muộn. Nở muộn là sao? Nở sớm hơn là các cổ phiếu mà thầy đã khuyến nghị cho các anh chị như là đó là DIG đúng không? Đây là cổ phiếu nở sớm hơn này. Thì KDC là bây giờ thì chúng ta thấy rằng mới có những cái trạng thái thu hút tiền tốt như vậy. Thì khi mà thu hút tiền tốt như này, xét về mặt xu hướng ấy, là cổ phiếu vẫn sẽ còn tăng tiếp nhé. Lưu ý với các anh chị, cổ phiếu vẫn còn tăng tiếp ở trong thời gian tới với những cái trạng thái thu hút tiền khá tốt như này. Thì chúng ta thấy rằng mặc dù là thị trường biến động quanh tham chiếu nhưng vẫn có những cái dòng cổ phiếu và vẫn có những cái cổ phiếu thu hút dòng tiền khá là tốt. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng các cổ phiếu dòng bất động sản này, các cổ phiếu dòng dầu khí này vẫn thu hút tiền, vẫn có sự luân phiên và thu hút tiền khá là tốt. Và các anh chị hiện tại là chúng ta theo bản thân thế vừa qua là rất nhiều các anh chị cũng đã tham gia rồi. Và với cái tỷ trọng khá là ổn rồi thì cái nhịp này là thế tạm thời là sẽ kiên nhẫn nắm giữ đối với các cổ phiếu có trong danh mục và hạn chế khuyến nghị các anh chị mua thêm hoặc mua mới. Vì vấn đề là chúng ta đang nắm giữ với cái tỷ trọng cao rồi, chúng ta chỉ chờ xem là đến cái vùng 1350, 1360 lúc đó thị trường của chúng ta có cái tín hiệu tiêu cực hay không, lúc đó chúng ta nên giảm margin hay không, hay là lúc đó là chúng ta nên phải bán hết cổ phiếu, hay là chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta nắm giữ. Còn đến cái vùng này là các anh chị chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta kiên nhẫn nhé. KBC, nếu mà các anh chị nào mà hiện tại ấy, thì thế đánh giá rằng cổ phiếu này xu hướng vẫn còn tốt như kiểu của DIG. Thế nên là các anh chị nào đã có rồi thì các anh chị vẫn có thể canh chỉnh, chúng ta vẫn mua được nhé. Đối với cổ phiếu KBC, chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng mô hình này là giống của Dabaco những cái năm trước này. Dabaco là sau một cái giai đoạn tăng rất là mạnh đúng không ạ? Tích lũy đi ngang với khối lượng thấp thì đây là những cái trạng thái mà bùng nổ lại, thu hút dòng tiền này. Thì sau đó là cũng là một cái nhịp tăng trở lại và vượt những cái vùng đỉnh cũ này. Vượt cả những cái vùng đỉnh cũ này. Chúng ta thấy rằng đó là những cái trạng thái của cổ phiếu KBC hiện tại đang có những cái trạng thái như vậy. Chúng ta thấy không? Đây là một cái giai đoạn tăng rất là mạnh và tích lũy trở lại này. Thì KBC đang có xu hướng là như vậy và có thể sẽ hướng về những cái mốc 50 trong thời gian tới. Tuy nhiên là các anh chị nên gọi là thận trọng trong vấn đề mà mình đưa ra quyết định mua ở trong thời điểm này. Và nếu có mua thì nên mua ở những cái nhịp điều chỉnh và rung lắc thì sẽ là tốt hơn. Ok, đó là chia sẻ qua với các anh chị về góc nhìn của thị trường, là thị trường của chúng ta vẫn rung lắc bình thường, xu hướng vẫn tiếp tục sẽ hồi phục ở trong những thời gian tới. Và vấn đề là dòng tiền vẫn có sự phân hóa, rất nhiều các cổ phiếu vẫn tiếp tục thu hút những trạng thái của dòng tiền. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một số các cổ phiếu, chẳng hạn như là dòng dầu khí đi. Chúng ta đến với các dòng riêng nhé. Dòng dầu khí thì hiện tại phiên ngày hôm nay vẫn tiếp tục thu hút tiền khá là tốt. Nhưng mà đối với các cổ phiếu chẳng hạn như là PVS này, thì theo thế đánh giá là vùng phía trên của PVS là quanh vùng 27 đúng không ạ? 27 cũng là những cái vùng kháng cự mạnh rồi. Nếu mà các anh chị có cổ phiếu và đang nắm giữ PVS vùng này ấy, thì chúng ta chờ hồi lên 27 là tạm thời là chúng ta cũng nên bán ra đối với cổ phiếu này. Chúng ta nên tạm thoát vị thế đối với cổ phiếu này và có thể chúng ta sẽ canh các cổ phiếu khác mạnh hơn để chúng ta tham gia nhé. Lưu ý các anh chị là như vậy, chứ chúng ta không nên mua đuổi. Vì các cổ phiếu của dòng dầu khí hiện tại không phải là những cái cổ phiếu mạnh. Và vấn đề nhịp này cũng là những cái nhịp hồi phục thôi. BSR cũng vậy nhé.
BSR hiện tại ngày hôm nay vẫn tiếp tục là một cái phiên hồi phục, tuy nhiên là khối lượng vẫn chưa thực sự là thuyết phục ở trong phiên ngày hôm nay. Thì theo thầy đánh giá là BSR thì những cái vùng kháng cự ở phía trước là quanh vùng 19.5, quanh vùng 19.5 hoặc là đến vùng 20 là những cái vùng kháng cự mạnh rồi. Thì các anh chị đang nắm giữ thì chúng ta vẫn nắm giữ và chúng ta canh hồi về những cái vùng này là chúng ta cũng canh, là chúng ta sẽ bán ra nhé, không còn kỳ vọng nhiều đâu ạ. Vì vấn đề là các cổ phiếu dòng dầu khí hiện tại đây là ngưỡng kháng cự mạnh, thế nên để có thể lên được ấy, với cái dòng tiền này rất khó nhé, rất khó. Dòng tiền này, dòng tiền rất là mạnh như này mà cũng không lên được, thế nên là dòng tiền như này chỉ là sau nhịp rơi là một cái nhịp hồi thôi. Thế các anh chị đừng có kỳ vọng nhiều đối với các cổ phiếu ở dòng này ở trong ngắn hạn nhé. Thế chỉ nói ở trong ngắn hạn, còn trong quý 4 có thể quay trở lại không thì chúng ta phải đợi thêm. PVD phiên ngày hôm nay cũng là một cái phiên hồi phục khá là tích cực rồi. Tuy nhiên là vùng phía trên đó là PVD ở quanh vùng 20, quanh vùng 20-21 cũng là những cái vùng kháng cự mạnh của PVD. Thì theo thầy đánh giá là PVD hồi như này là hồi tốt rồi. Thì các anh chị đang có thì vẫn nắm giữ nhé, tuyệt đối là không mua đuổi. Và chúng ta canh ở quanh vùng 20-21, hồi ở những cái phiên tiếp theo thì chúng ta có thể canh bán ra để chúng ta cơ cấu vào các cổ phiếu khác mạnh hơn nhé. Dòng dầu khí hiện tại là một cái nhịp hồi ngắn hạn thôi. Nhịp hồi ngắn hạn, PLX còn yếu hơn, còn vẫn chưa hồi. Nhưng mà với cái trạng thái này và với cái sự đồng thuận hồi của các cổ phiếu dòng dầu khí thì PLX thì có thể xác suất cao sẽ hồi. Nhưng mà vấn đề là trạng thái hồi như này thì chỉ là hồi phục ngắn hạn. Còn để mua mới thì chúng ta cũng không nên tham gia vào các cổ phiếu dòng dầu khí nhé. Vì hiện tại dòng này cũng đang là khá yếu đi với các anh chị là như vậy. Ok, đó là qua các cổ phiếu ở dòng dầu khí. Tiếp theo là dòng thép. Dòng thép thì chúng ta thấy rằng ngày hôm nay cũng có cái trạng thái mở cửa cũng khá là tích cực. Nhưng mà cuối phiên thì chúng ta thấy rằng cũng xảy ra những cái áp lực bán. SMC đây, chúng ta thấy rằng vùng này vùng kháng cự rồi. Để mà có thể vượt ngay thì rất là khó, với khối lượng này thì thông thường là sẽ không vượt được mà cần phải thêm thời gian tích lũy tiếp nhé. Nam Kim cũng là cổ phiếu mà thế khuyến nghị cho các anh chị chúng ta tham gia từ ngày 4 tháng 8 rồi đến cái vùng này. Và Nam Kim hiện tại là được các anh chị đang nắm giữ là chúng ta cũng được tầm khoảng độ 30% rồi, quanh 30%. Thì đến cái thời điểm này là các anh chị đang nắm giữ là chúng ta vẫn tiếp tục là kiên nhẫn nhé. Có thể đâu đó xuất hiện những cái trạng thái biến động dừng thì vùng này tuyệt đối là chúng ta không mua mới rồi, vì bắt đầu xuất hiện những cái trạng thái mà khối lượng lớn mà giá không tăng rồi thì áp lực điều chỉnh vẫn có thể xảy ra. Thế thì vẫn khuyến nghị các anh chị nắm giữ. Còn tuy nhiên nếu mà có những cái trạng thái mà bắt đầu đảo chiều và bắt đầu có những cái trạng thái mà áp lực tiêu cực xảy ra là thế cũng khuyến nghị bán hết. Nhưng vấn đề là hiện tại là xu hướng của cổ phiếu vẫn là xu hướng tăng, thế thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ nhé. Hoa Sen này chạm vào cái vùng đỉnh cũ này thì cái áp lực rung lắc cũng xảy ra, áp lực rung lắc cũng xảy ra đối với cổ phiếu Hoa Sen trong ngày hôm nay. Thì thông thường ấy, cổ phiếu có thể tích lũy thêm khoảng độ 2-3 phiên nữa và mạnh là có thể về những cái vùng quanh về những cái ngưỡng hỗ trợ cũ quanh vùng 43-44 này, ngưỡng kháng cự cũ. Thế nên là các anh chị đang nắm giữ, chúng ta vẫn nắm giữ nhé. Hòa Phát ngày hôm nay có trạng thái tích cực hơn, nhưng mà với khối lượng như này thì chúng ta thấy rằng để vượt được những cái vùng kháng cự ở phía trước này thì rất là khó nhé. Thì cái nhịp này tuyệt đối là chúng ta không nên mua đuổi nhé, lì với các anh chị không mua đuổi. Đấy, VGS như hôm trước thế chia sẻ là nhiều anh chị lo lắng là không bán được phiên này, có nên phải bán vội ở những phiên này hay không. Thì thông thường ấy, các cổ phiếu này thì thế đánh giá nếu mà có rơi thì thông thường cũng sẽ tạo thành mô hình hai đỉnh. Nhưng mà tuy nhiên là gặp vùng này rồi thì xu hướng là sẽ tích lũy đi ngang, để mà có thể lên được thì sẽ mất khá nhiều thời gian nhé. Các anh chị cũng cần lưu ý là tuyệt đối là chúng ta không mua đuổi. TLH thì ngày hôm nay có trạng thái tích cực hơn, nhưng mà sau khi gặp những đỉnh cũ thì cũng có trạng thái test lại. Ngày mai ấy, có thể cổ phiếu này đang giống trạng thái của cổ phiếu nào lúc nãy thế chia sẻ đúng không ạ? Đó là KBC các anh chị nhé. Đó là tạo ra tăng điểm, tạo ra khoảng trống thì khả năng phiên ngày mai có thể lấp khoảng trống rồi sau đó mới hồi phục trở lại. Còn xu hướng dòng tiền vẫn tốt, thì nhìn chung là dòng thép là đang tốt hơn thị trường chung một chút. Vấn đề là chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta vẫn kiên nhẫn thôi, chưa có lý do gì để chúng ta phải bán cả, mặc dù cái áp lực chốt lời của nhà đầu tư cũng khá là nhiều. Về dòng chứng khoán hiện tại thì VND đang chuyển sàn đúng không? Thì thế đấy, thấy rằng là dòng chứng khoán hiện tại đang có xu hướng là tích lũy trở lại nhé. Tích lũy trở lại có thể là tích lũy cùng với thị trường chung ở quanh vùng 1330, 1340 và sau đó có một cái nhịp tăng cuối
nhịp tăng cuối trước khi mà có những cái áp lực điều chỉnh. Thì nhìn chung là các anh chị đang nắm giữ ở các cổ phiếu ở dòng chứng khoán ở nhịp này thì chúng ta vẫn kiên nhẫn thôi, vì xu hướng vẫn là tích lũy thôi mà. Các cổ phiếu này là cũng đang mạnh hơn thị trường chung nhá. MBS này, SHS hoặc là các cổ phiếu này theo thầy đánh giá là đang mạnh hơn thị trường chung. Xu hướng vẫn là tích lũy thì các anh chị nắm giữ thì chúng ta vẫn nắm giữ. Nhìn chung là đối với các cổ phiếu dòng thép và dòng chứng khoán là mua thêm thì không nên mua, nhưng mà giữ thì vẫn giữ các anh chị nhá. Giữ thì vẫn giữ. Dòng chính của thị trường hiện tại là dòng ngân hàng. Thì ngày hôm nay chẳng hạn như ở VIP này test lại khối lượng thấp này, VP Bank cũng đang test lại một chút này. Techcombank ngày hôm nay chúng ta thấy rằng có sự rung lắc khá là mạnh đúng không? Tuy nhiên là khối lượng của chúng ta thấy rằng khối lượng này là khối lượng thấp nhá. Rung lắc mà khối lượng thấp như vậy thì xác suất cao. Nếu mà dòng ngân hàng ngày mai hồi thì sẽ tạo thành gọi là tâm lý ở thị trường trước nghỉ lễ khá là tích cực. Và sau nghỉ lễ thì thế đánh giá là sau nghỉ lễ dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân thì sẽ thông thường là sẽ quay trở lại thị trường nhiều hơn. Techcombank test lại thôi, MBB test lại khối lượng thấp nhá. Test lại khối lượng thấp như này là tốt nhá. Các anh chị lưu ý là chúng ta không có gì phải lo lắng cả. Khối lượng thấp tốt, xu hướng vẫn sẽ là hồi phục thôi. Không có vấn đề gì cả. STB như thế chia sẻ rồi, xu hướng sẽ là hồi phục trở lại. ACB cũng test lại khối lượng thấp nhá. MSB cũng rung lắc, khối lượng vẫn ở mức thấp. TPBank test lại khối lượng thấp, CTG test lại khối lượng thấp này. HD Bank ngày hôm nay thì test lại là sâu hơn, nhưng vấn đề là cũng chạm hỗ trợ và khối lượng thấp thì xác suất cao ngày mai vẫn có thể sẽ là hồi. Dòng ngân hàng hôm nay là test thế này, theo thầy đánh giá là test ok rồi, test đủ rồi. OCB cũng test lại. An Bình Bank thì các anh chị Liên Việt Postbank thì test như này là test tích cực nhé, vì giảm rất là nhẹ. Phiên ngày hôm qua là hồi tăng rất là mạnh, như phiên ngày hôm nay thì giảm rất là nhẹ. SHB này ok, tóm lại là Vietcombank cũng rung lắc này, BID test lại thôi. Nhìn chung là đối với các cổ phiếu của dòng ngân hàng là các anh chị hiện tại là chúng ta vẫn hoàn toàn là yên tâm. Phiên ngày hôm nay test lại thì tổng kết lại là thế vẫn đánh giá là nhịp này là một cái nhịp rung lắc rất bình thường, và rung lắc để rũ cung, để rũ những nhà đầu tư cá nhân ngắn hạn vừa qua bắt đáy được để chốt lời, hoặc là rũ những nhà đầu tư mà hiện tại vẫn đang còn lo lắng thị trường. Đây là có thể sẽ là những cái đợt rũ cuối trước khi mà thị trường của chúng ta quay lại đỉnh cũ ở quanh vùng 1360-1370. Thế nên là hiện tại là các anh chị chúng ta rung lắc như này, và trong thời gian vừa qua là thế vẫn khuyến nghị các anh chị là kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu, và vừa qua là giảm cái tỷ trọng margin vào cái phiên 20 tháng 8 là chúng ta giảm từ sớm rồi, và vừa qua là ngày 24, 25, 26 là chúng ta cũng đã tham gia trở lại rồi, và chúng ta đang có một cái lượng cổ phiếu ở mức cao, tỷ trọng cao, thì chúng ta kiên nhẫn thôi, tạm thời là chúng ta hạn chế mua thôi, hoặc là chúng ta không mua để tránh cái trường hợp là chúng ta bị cuốn theo thị trường, và tránh cái trường hợp là thị trường có thể đảo chiều mà chúng ta không xử lý được vì cổ phiếu của chúng ta chưa về tài khoản. Thế nên là hiện tại là các anh chị của chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta sẽ kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu, theo dõi, và thế đánh giá là cái vùng 1350, 1360 và 1370 ấy mới là những cái vùng mà chúng ta sẽ cân đo đong đếm rằng lúc đó nên giảm tỷ trọng margin hay không, nên bán hết cổ phiếu hay không, hay là tiếp tục kiên nhẫn nữa nhá. Còn vùng 1330 và 1340 là vùng rung lắc bình thường, và nếu tích cực là sau khi dòng ngân hàng đã test ở trong phiên ngày hôm nay, thì nếu tích cực ngày mai dòng ngân hàng hồi phục thì là thị trường chung sẽ hồi phục cùng với các cổ phiếu của dòng ngân hàng, và tạo ra cái tâm lý trước nghỉ lễ là thị trường tốt, và sau đó thì sau nghỉ lễ thì nhà đầu tư sẽ quay trở lại thị trường sẽ là nhiều hơn. Đó là chia sẻ với tất cả các anh chị là như vậy, chúng ta hoàn toàn yên tâm nhé, các anh chị không lo lắng, không nên lo lắng ở trong thời điểm hiện tại. Vâng, đó là thế cũng đã chia sẻ với các anh chị về những cái tổng quan về thị trường. Khối ngoại cũng đã giảm bán dòng rồi, thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng khá là yên tâm nhé. Dịch bệnh thì thế kỳ vọng rằng là sắp tới là sẽ được kiểm soát đúng không ạ, và rất nhiều các thông tin vĩ mô sẽ tích cực ở trong thời gian tới, là sẽ được thế đánh giá là sắp tới là nhiều cái thông tin vĩ mô sẽ là tích cực hơn và làm cho thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ là yên tâm hơn. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của Thế, và hẹn gặp lại các anh chị trong những bản tin tiếp theo nhé. Bye bye, xin chào tất cả các anh chị ạ.